Việt Nam quyết xây cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc khiến Cam Trung tái xanh mặt mày. Nếu bây giờ bạn muốn đến Phú Quốc du lịch, bạn sẽ làm gì? Tất nhiên nhiều người sẽ chọn hình thức bay vì nhanh chóng và tiện lợi, chỉ mất khoảng vài giờ bay từ các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh để đến nơi đây. Một số người khác thì thích đi đường biển, tận hưởng chuyến phà kéo dài từ Hà Tiên đến Phú Quốc, trải nghiệm thú vị với cảnh biển bao la và gió biển mát rượi. Nhưng sẽ ra sao nếu bạn có thể đi thẳng ra đó bằng một chiếc ô tô hay xe du lịch? Điều đó thực sự có thể xảy ra trong tương lai. Với siêu dự án cầu vượt biển Hà Tiên-Phú Quốc, dự án này không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch và kinh tế cho cả hai vùng, đưa Phú Quốc và Hà Tiên trở thành những điểm đến phổ biến, thu hút khách du lịch hơn hiện tại. Và trong video ngày hôm nay, chương trình sẽ nói lý do vì sao chiếc cầu này được xây sẽ thực sự đưa Việt Nam chúng ta lên một tầm cao mới. Mời quý vị cùng theo dõi. Hiện tại, để di chuyển từ Hà Tiên đến Phú Quốc, du khách thường chọn hai phương án chính: đi bằng phà hoặc tàu cao tốc. Quãng đường từ Hà Tiên đến Phú Quốc qua đường biển dài khoảng 45 cây số. Thời gian di chuyển bằng đường phà kéo dài từ 2,5 đến 3 giờ, trong khi tàu cao tốc chỉ mất khoảng 1,5 giờ. Cả hai phương tiện này đều mang đến trải nghiệm thú vị khi du khách có thể ngắm nhìn cảnh biển đẹp và tận hưởng không khí trong lành. Tuy nhiên, việc đi phà hoặc tàu cao tốc đôi khi bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, làm cho chuyến đi không hoàn toàn ổn định và tiện lợi. Dự án cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về việc nâng cấp hạ tầng giao thông để phục vụ phát triển kinh tế và du lịch Phú Quốc. Với tiềm năng du lịch khổng lồ đang thu hút ngày càng nhiều du khách cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, việc di chuyển đến đảo này vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là khi phụ thuộc vào thời tiết và thời gian di chuyển không ngắn. Việc xây dựng cầu vượt biển không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tăng cường khả năng kết nối, giúp thu hút thêm đầu tư và khách du lịch đến khu vực. Dự án cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc dự kiến sẽ là công trình hùng vĩ mang tính biểu tượng cho khu vực. Với chiều dài ước tính khoảng 45 cây số, cầu sẽ nối từ mũi Nai của Hà Tiên đến cảng Đá Trồng phía bắc đảo Phú Quốc. Đây sẽ là một trong những cây cầu vượt biển dài nhất thế giới. Cầu sẽ được thiết kế để phục vụ nhiều loại phương tiện khác nhau, từ ô tô, xe tải, xe đạp đến người đi bộ, kèm theo các tiện ích như trạm thu phí, trạm nghỉ, trạm xăng dầu, nhà ăn và bãi giữ xe. Tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án này lên đến 12.000 tỷ đồng, tạo cơ hội phát triển mạnh mẽ cho du lịch và kinh tế của cả Hà Tiên và Phú Quốc. Việc hoàn thành dự án cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho việc phát triển hạ tầng giao thông của Việt Nam. Cầu không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối giữa các khu vực mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống kinh tế của người dân địa phương. Hơn nữa, dự án này còn mang đến những trải nghiệm mới lạ và thú vị cho du khách khi họ có thể dễ dàng di chuyển đến Phú Quốc bằng ô tô, ngắm nhìn cảnh biển tuyệt đẹp trong suốt hành trình. Vậy thì chắc là bạn đang thắc mắc tình trạng của dự án này hiện tại như thế nào và thi công nó liệu có khả thi hay không? Dự án cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc hiện tại vẫn đang trong giai đoạn ý tưởng và chưa được chính thức phê duyệt. Ý tưởng này bắt đầu từ một báo cáo tốt nghiệp của nhóm sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải vào năm 2016, mô phỏng một cây cầu dài khoảng 45 cây số nối liền mũi Nai Hà Tiên với cảng Đá Trồng phía bắc đảo Phú Quốc. Một trong những thách thức lớn nhất để triển khai dự án này là nguồn vốn đầu tư khổng lồ, ước tính lên tới 12.000 tỷ đồng. Hiện tại, một tập đoàn địa ốc hàng đầu từ Singapore đã gặp mặt và làm việc với chính quyền địa phương để xúc tiến đầu tư dự án. Tuy nhiên, việc thỏa thuận và chuẩn bị tài chính cho dự án này vẫn còn nhiều khó khăn và chưa có bước tiến cụ thể nào về việc khởi công. Bên cạnh khó khăn về tài chính, dự án còn đối mặt với thách thức kỹ thuật và môi trường. Xây dựng một cây cầu vượt biển dài nhất thế giới đòi hỏi công nghệ tiên tiến và giải pháp kỹ thuật hiện đại, đồng thời phải đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường biển. Các vấn đề này vẫn đang được thảo luận và nghiên cứu để tìm ra phương án khả thi nhất. Ngoài ra, việc xây dựng cầu cũng gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng và xử lý các thủ tục pháp lý liên quan. Đặc biệt, sự phức tạp trong việc hợp tác giữa các bên liên quan từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cũng là một thách thức không nhỏ. Hiện tại, chính quyền địa phương và các nhà đầu tư đang cố gắng giải quyết các vấn đề này để đưa dự án vào thực tiễn, nhưng tiến độ vẫn còn khá chậm và chưa có thời gian cụ thể cho việc khởi công. Vậy bạn có thắc mắc là thế giới đã tạo ra những siêu dự án tương tự như thế nào không? Các dự án cầu vượt biển trên thế giới thường gặp nhiều thách thức và khó khăn tương tự
như dự án cầu vượt biển Hà Tiên, Phú Quốc, nhưng cũng có những thành công đáng kể. Một trong những cầu vượt biển dài nhất thế giới là cầu Hồng Kông, Chu Hải, Macau, dài 55 cây số, hoàn thành năm 2018. Quá trình xây dựng kéo dài 9 năm với chi phí hơn 20 tỷ đô, đối mặt với nhiều khó khăn về kỹ thuật, tài chính và môi trường. Khó khăn kỹ thuật bao gồm việc xây dựng trên nền địa chất phức tạp, yêu cầu chống chịu động đất và bão, cùng với việc quản lý dòng tàu biển qua lại tại các tuyến hàng hải nhộn nhịp. Cầu Hồng Kông, Chu Hải, Macau kết hợp 3 đoạn dây văng, một đường hầm dưới biển dài 6,7 km và 4 đảo nhân tạo. Mỗi đảo mất 7 tháng để hoàn thành và phải được cắm chặt vào đáy biển bằng các xi lanh thép lớn. Tương tự, cầu Đông Hải ở Trung Quốc dài 32,5 cây số, hoàn thành năm 2005, cũng đối mặt với thách thức kỹ thuật khi xây dựng trên nền tảng đất mềm và phải chống chịu các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cầu này đã góp phần quan trọng vào việc kết nối cảng nước sâu Dương Sơn với Thượng Hải, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực. Khó khăn chính bao gồm việc ổn định nền móng và bảo vệ cấu trúc khỏi sự xói mòn và lực tác động của biển. Một dự án khác là cầu King Fahd Causeway dài 25 cây số nối liền Ả Rập Xê Út và Bahrain, hoàn thành năm 1986. Cầu này đã thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế giữa hai quốc gia, dù gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý dòng xe cộ lớn và các vấn đề kỹ thuật trong xây dựng như chống chịu nhiệt độ cao và sự ăn mòn do nước biển. Hệ thống cầu bao gồm nhiều đoạn cầu và cầu cạn nối tiếp nhau, yêu cầu kỹ thuật phức tạp để bảo đảm sự liên tục và an toàn cho giao thông. Những dự án này cho thấy rằng, mặc dù có nhiều khó khăn về tài chính, kỹ thuật và môi trường, việc xây dựng các cầu vượt biển dài vẫn khả thi và mang lại nhiều lợi ích kinh tế lớn. Với dự án cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc, việc học hỏi từ những kinh nghiệm quốc tế có thể giúp vượt qua các thách thức hiện tại và tiến tới hoàn thiện một công trình mang tính biểu tượng cho Việt Nam. Dự án cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc có tiềm năng không chỉ thay đổi diện mạo giao thông của Việt Nam mà còn mang lại những ảnh hưởng quan trọng đến khu vực Đông Nam Á. Cầu vượt biển này sẽ tạo ra một tuyến giao thông mới kết nối mạnh mẽ giữa Việt Nam và các quốc gia láng giềng như Thái Lan và Campuchia. Điều này không chỉ thúc đẩy giao thương và du lịch mà còn tạo ra một hành lang kinh tế mới giúp tăng cường hợp tác kinh tế khu vực. Việc giảm thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư từ các công ty quốc tế và khu vực này, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành du lịch và các ngành kinh tế khác. Phú Quốc với tiềm năng du lịch lớn sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn cho du khách quốc tế. Cầu vượt biển sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ đất liền ra đảo, từ đó thúc đẩy lượng khách du lịch đến Phú Quốc. Điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương trong các ngành du lịch, dịch vụ và khách sạn, nhà hàng, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng địa phương. Về mặt chính trị, cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc sẽ củng cố vị thế của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, khẳng định vai trò của đất nước trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và phát triển bền vững. Việc hoàn thành dự án này sẽ là một minh chứng cho năng lực công nghệ, quản lý của Việt Nam, góp phần nâng cao uy tín của quốc gia trên trường quốc tế. Các quốc gia láng giềng như Thái Lan và Campuchia có thể sẽ phải cân nhắc lại chiến lược phát triển hạ tầng của mình để không bị tụt hậu trong cuộc cạnh tranh khu vực. Việc phát triển cơ sở hạ tầng bền vững sẽ giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường. Ví dụ cầu vượt biển sẽ giúp giảm thiểu lượng khí thải từ các phương tiện giao thông đường biển, đồng thời giúp bảo vệ các khu vực sinh thái nhạy cảm như dãy san hô và rừng ngập mặn Phú Quốc. Tuy nhiên, cần có những biện pháp quản lý nghiêm ngặt để đảm bảo rằng sự phát triển không gây tổn hại đến môi trường và duy trì sự bền vững lâu dài. Mặc dù có nhiều lợi ích tiềm năng, dự án cầu vượt biển cũng đối mặt với nhiều thách thức. Một trong số đó là việc bảo vệ hệ sinh thái biển và đảm bảo sự phát triển bền vững. Các quốc gia Đông Nam Á khác có thể e dè về khả năng cạnh tranh của mình khi Việt Nam tăng cường cơ sở hạ tầng và nâng cao vị thế kinh tế. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các quốc gia trong khu vực học hỏi và hợp tác cùng nhau phát triển bền vững và thịnh vượng hơn. Dự án cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế, xã hội và chính trị cho Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, nhưng cũng đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ và chiến lược phát triển bền vững để đảm bảo các lợi ích này được duy trì trong dài hạn. Dự án cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc không chỉ đơn thuần là một công trình hạ tầng giao thông mà còn là biểu tượng của sự phát triển và thịnh vượng cho Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Với tiềm năng kết nối kinh tế, thúc đẩy du lịch và nâng cao vị thế quốc gia, cây cầu này hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới đầy hứng khởi và triển vọng,
hãy cùng chờ đợi và chứng kiến sự bùng nổ của một trong những công trình vĩ đại nhất trong lịch sử hạ tầng giao thông Việt Nam trong tương lai. Quý vị thân mến, trước đó công trình đường dây điện vượt biển từ xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương ra thành phố Phú Quốc, Kiên Giang có tổng chiều dài hơn 80 km là đường điện vượt biển trên không dài nhất khu vực Đông Nam Á do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam EVN SPC làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 3 năm 2019. Công trình được xếp loại công trình năng lượng cấp 1 nhóm B với tổng mức đầu tư là 2.221 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của EVN SPC và vốn vay tín dụng thương mại. Điểm đặc biệt, công trình hoàn toàn do các nhà thầu trong nước thực hiện, đội ngũ kỹ sư, công nhân là người Việt Nam tự thiết kế, thi công, quản lý, xây dựng. Ngoài ra, vật liệu xây dựng chính của công trình đều do Việt Nam tự sản xuất trong nước, chịu được môi trường muối biển. Công trình đường dây 220 kV trên không vượt biển với quy mô hai mạch, tổng chiều dài 80,4 km, trong đó đoạn trên bờ dài 12,6 km, đoạn trên biển dài 64,7 km, đoạn trên đảo dài 3,1 km. 169 vị trí cột, trong đó đoạn trên biển gồm 117 vị trí cột với thiết kế đặc biệt, gồm cột tháp sắt hai mạch trên không mạ và sơn chống muối biển, tiết diện dây dẫn phân pha 2X AACKP 400/95. Móng trụ điện trên biển được thiết kế với hệ cọc bê tông ly tâm giữ ứng lực, đúc sẵn chống nhiễm mặn, liên kết với hệ đài móng bằng bê tông cốt thép có diện tích lên đến 400m² một móng. Mỗi cột thép cao 55-87m, khoảng cách giữa các vị trí cột trung bình 560m. Đường dây điện vượt biển 220 kV Kiên Bình, Phú Quốc được xây dựng đảm bảo tĩnh không hàng hải, có hệ thống cảnh báo an toàn hàng không theo quy định. Đồng bộ với công trình đường dây 220 kV Kiên Bình, Phú Quốc giai đoạn 1, còn có công trình trạm biến áp 110 kV Nam Phú Quốc có công suất thiết kế là 2 máy nhân 63 MVA. Phần đường dây đấu nối hai mạch có 5 vị trí cột đấu nối từ vị trí tiếp bờ của đường dây 220 kV Kiên Bình, Phú Quốc với trạm biến áp 110 kV Nam Phú Quốc. Quá trình thi công công trình đặc biệt này gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết phức tạp khi thi công trên môi trường biển, thường xuyên mưa bão cùng với đại dịch Covid-19 kéo dài. Việc điều động máy móc, nhân lực thi công, vận chuyển vật tư thiết bị gặp nhiều trở ngại. Thêm việc giá cả nguyên vật liệu, xây dựng biến động cộng với địa hình, địa chất, thổ nhưỡng phía đảo Phú Quốc rất phức tạp và công tác giải phóng mặt bằng phía hai bờ Kiên Lương và Phú Quốc gặp nhiều trở ngại đã tác động đến mục tiêu tiến độ của công trình dự án. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, nỗ lực không biết mệt mỏi của các tập thể, cá nhân thuộc EVN SPC và các nhà thầu thi công, đơn vị giám sát, công trình đã hoàn thành sau hơn 3 năm khởi công. Đường dây 220 kV Kiên Bình, Phú Quốc hoàn thành đóng điện vận hành cấp điện áp 110 kV, góp phần nâng cao chất lượng và năng lực cung cấp điện cho thành phố Phú Quốc, kịp thời san tải cho đường dây cáp ngầm 110 kV hiện hữu đang thường xuyên vận hành ở mức tải dần tăng cao. Công suất phụ tải đỉnh có lúc tăng lên đến 110 MW. Dự án lưới điện ngầm xuyên biển ra Phú Quốc là công trình lớn của ngành điện nói chung, của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam nói riêng. Nó có ý nghĩa quan trọng về kinh tế xã hội, làm thay đổi bộ mặt đảo Ngọc trong một thập niên qua. Cũng trong năm 2014, Phú Quốc chính thức được nâng lên đô thị loại 2 là thành phố Phú Quốc, trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Tư liệu cho thấy, dự án có hạng mục chính là tuyến cáp ngầm 110 kV xuyên biển, chiều dài 57,33 km, có kết cấu một sợi cáp 3 lõi 630mm². Đây cũng là tuyến cáp điện ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á, với tổng mức đầu tư toàn bộ dự án là 2.336 tỷ đồng. Điểm đầu của tuyến cáp ngầm bắt đầu từ xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên và điểm cuối tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc. Trước đó, để đấu nối cho dự án cáp ngầm Phú Quốc và tăng cường khả năng cung cấp điện cho thị xã Hà Tiên, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam cho biết đã đầu tư hai công trình lưới điện 110 kV đồng bộ với dự án này, bao gồm đường dây hai mạch 110 kV Kiên Lương, Hà Tiên có chiều dài 18,2 km và trạm biến áp 110, 22 kV, 40 MVA Hà Tiên có công suất 40 MVA đã đóng điện vận hành vào tháng 2 năm 2013. Đặc biệt, để phát huy hết công năng của nguồn điện quý giá mang từ đất liền ra, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam cũng triển khai công trình điện, hạ tầng lưới điện trên đảo. Mục tiêu nâng cao năng lực cung cấp điện và cấp điện mới cho nhân dân tại các khu vực xã Gành Dầu, Bãi Thơm cũng như các phụ tải quan trọng khác trên huyện đảo Phú Quốc như sân bay quốc tế Phú Quốc, cảng biển quốc tế An Thới, v.v. Có thể nói, dự án cáp ngầm 110 kV xuyên biển Hà Tiên Phú Quốc đã giúp cho người dân và các doanh nghiệp trên huyện đảo Phú Quốc trong 10 năm qua đổi đời bởi có nguồn điện ổn định, an toàn. Đặc biệt, giúp đem lại giá trị thu nhập tăng thêm
trên 200 tỷ đồng cho huyện đảo do giá điện giảm mạnh, từ mức trung bình là 5.060 đồng 1 kWh giảm xuống gần 50%, tương đương giá điện bình quân trong đất liền. Đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Nam chia sẻ, dự án cáp ngầm 110 kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc được thực hiện nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho huyện đảo Phú Quốc từ hệ thống điện quốc gia với khả năng truyền tải công suất lên đến 131 MVA. Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và nâng cao sức cạnh tranh, đưa Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế quan trọng, khu du lịch chất lượng cao của cả nước, khu vực và quốc tế, góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường cho huyện đảo. Trong thực tế, đảo Ngọc Phú Quốc là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam được xác định có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh. Từ sau cột mốc đáng nhớ điện về đảo vào tháng 2 năm 2014, 10 năm qua, đảo Ngọc Phú Quốc chứng kiến sự thay đổi, chuyển mình mạnh mẽ. Ngành công nghiệp không khói nơi đây đã phát triển nhanh một cách ngoạn mục. Liên tiếp được nhiều kênh truyền thông danh tiếng hàng đầu thế giới ngợi ca, bình chọn, vinh danh là một trong 10 bãi biển hoang sơ và yên tĩnh nhất thế giới, một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, trong số những hòn đảo tuyệt đẹp nhất thế giới, một trong những hòn đảo được yêu thích nhất châu Á. Đặc biệt mới đây, tháng 9 năm 2023, Phú Quốc được vinh danh là thiên đường nhiệt đới và được nhiều ứng viên đăng ký như Ai Cập, Hy Lạp, Nhật Bản, UAE, Brazil và Mỹ bình chọn đảo Ngọc Phú Quốc là điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới. Đáng lưu ý, lượng du khách đến đảo Ngọc Phú Quốc luôn luôn tăng. Một năm sau khi có điện về đảo, số liệu từ Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho thấy năm 2015 đảo đón 913.000 lượt du khách. Sang năm 2016, số lượt khách đến đảo tăng gấp rưỡi, hơn 1,5 triệu lượt. Năm 2017 tăng gấp 2 lần với gần 3 triệu. Năm 2018 đón trên 4 triệu. Năm 2019 trên 5,1 triệu. Sau thời gian gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, tính đến tháng 10 năm 2023, đã có gần 5,2 triệu lượt du khách đến đảo. Đáng lưu ý, tỷ lệ du khách quốc tế đến Phú Quốc năm sau luôn tăng hơn so với năm trước. Khách đến đảo đa số lưu lại dài ngày. Đến nay, đã có nhiều chuyến bay quốc tế bay thẳng đến Phú Quốc với tần suất từ 2 đến 4 chuyến mỗi tuần. Các đường bay quốc tế cố định đến đảo như từ Hàn Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia. Tổng Công ty Điện lực miền Nam cũng cho biết, sau khi tuyến cáp ngầm 110 kV Hà Tiên, Phú Quốc đi vào hoạt động, phụ tải sử dụng điện Phú Quốc tăng trưởng liên tục với tốc độ bình quân trung bình trên 45% một năm. Đây là tỷ lệ tăng trưởng trong sử dụng điện rất cao so với nhiều địa phương khác. Để đáp ứng nhu cầu phụ tải sử dụng điện đang tăng nhanh của đảo Phú Quốc, năm 2018, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã tăng công suất trạm biến áp 110 kV Phú Quốc từ 2 x 40 MVA lên 2 x 63 MVA, đồng thời tiếp tục triển khai đầu tư nhiều công trình điện trên đảo, đặc biệt là xây dựng đường dây 220 kV vượt biển dài nhất Đông Nam Á, đất liền ra đảo Phú Quốc. Đại diện EVN SPC cho hay, do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế những năm đại dịch bùng phát và thời kỳ hậu Covid-19, nên nhìn chung, tình hình phát triển phụ tải trên địa bàn thành phố Phú Quốc từ năm 2020 đến năm 2023 tương đối thấp so với các năm trước. Tuy nhiên, đại diện Tổng Công ty nhấn mạnh, việc đầu tư hạ tầng để đảm bảo cung ứng đủ điện trong giai đoạn tới luôn được chú trọng. Cho dù nhu cầu sử dụng điện tại đảo có chững lại do ảnh hưởng du lịch sụt giảm bởi kinh tế toàn cầu khó khăn. Tuy vậy, dự báo tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm giai đoạn 2024-2030 của đảo Phú Quốc sẽ tiếp tục nóng do hàng loạt dự án đầu tư khách sạn, resort đang gấp rút triển khai thi công, hoàn thiện. Giai đoạn 2023-2025 bình quân mỗi năm sẽ tăng 17% một năm. Tổng công suất phụ tải đăng ký sử dụng điện đến năm 2025 tại Phú Quốc đạt 502,9 MVA. Đây hầu hết là các dự án du lịch nghỉ dưỡng lớn tại đảo Phú Quốc đang được các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Để đảm bảo khả năng cấp điện cho đảo Phú Quốc, EVN SPC đã triển khai hàng loạt dự án quan trọng, trong đó là dự án đường dây 220 kV Kiên Bình - Phú Quốc với tổng mức đầu tư lên đến 2.212 tỷ đồng để tăng cường cung cấp nguồn điện cho đảo Phú Quốc. Sau khi đóng điện hai công trình, đường dây 220 kV vượt biển Kiên Bình - Phú Quốc và đường dây 110 kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc vào tháng 10 năm 2022 thì tình trạng quá tải kéo dài trên lưới điện phân phối đảo Phú Quốc cơ bản được giải quyết. Bên cạnh đó, nguy cơ do quá tải cáp ngầm 110 kV Hà Tiên - Phú Quốc không còn, độ tin cậy cung cấp điện được nâng cao. Quý vị thân mến, quý vị nghĩ sao về trình độ của những kỹ sư Việt Nam? Liệu dự án cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc có thể hoàn thành và đi vào hoạt động trước năm 2035? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị và các bạn dưới phần bình luận của video này nhé.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo trên kênh TH Channel nhé.